Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng địa tiên giới. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng, tác giả Trạch Chư. Chương 590. Hứa Tĩnh, phụ thân ta có tư chất tiền đế. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Trường Sinh Đế suy tư một lúc nói: bây giờ tiên giới còn có rất nhiều tán nhân ẩn cư tỷ thế, trong đó cũng không có thiếu cao thủ. Trên cửu thiên đại la thiên cũng có không ít tồn tại thiên quân cảnh, chỉ bằng mở rộng tuyển chọn cường giả trong thiên hạ. Tóm lại, có thể từ trong bọn họ chọn ra một ứng cử viên vừa xuất sắc, vừa biết nghe lời. Chư đế đều thi nhau lắc đầu. Bây giờ chúng ta bị trọng thương, nếu mở rộng tuyển chọn, không biết phải chọn bao lâu. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng sẽ bị kẻ thù năm đó giết không còn một mống. Dương Long Đế nói: ta có một kế hoạch tạm thời. Trường Sinh, thương thế của người không nặng lắm đúng không? Ánh mắt của chư đế đều lần lượt rơi trên người Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế sắc mặt như thường nói: tiểu đệ tu vi nông cạn, thương thế lại nhẹ nhất. Dương Long Đế thở dài: đây là ý trời. Trường Sinh, người đừng từ chối. Kể từ hôm nay, người chính là Tần Đế, thay thế chức trách của Tiên Đế. Trường Sinh Đế thật thành nói: vậy làm sao được? Dương Long Đế nói: người làm Tiên Đế, bọn ta sẽ yên tâm hơn. Người là bọn ta nhìn từ nhỏ đến lớn, từng bước một tu hành Đại La Kim Tiên. Năm đó người có cơ hội chứng đạo chí tôn, đáng tiếc tiên giới đã không dung được vị chí tôn thứ hai, nhưng hiện tại người không thể không xưng đế. Đám người Thái Tiểu Đế thi nhau khuyên nhủ: Trường Sinh đạo hữu, nếu người không đồng ý trở thành Tân Đế, tiên giới nhất định sẽ sớm ngày diệt vong. Cửu U Đế nói: đạo hữu, tiên giới bị hủy, cựu đạo ngóc đầu trở lại, tương lai chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thải Vi Đế nói: nếu người không xưng đế, ngày sau lê dân thương sinh chắc chắn sẽ tử thương vô số. Trường Sinh Đế sắc mặt biến đổi liên tục, dậm chân nói: chư quân, các người đây là đưa ta lên lửa nướng. Nếu ta xưng đế, sau này tiên đế chí tôn từ vũ trụ hắc vực trở về, giận lây sang ta phải làm sao để tự mình chứng minh mình trong sạch chứ? Chư đế rối rít nói: lấy gì để chứng minh? Bọn ta chứng minh cho ngươi. Dương Long Đế trầm giọng: Minh Tôn đã không nghe lời từ lâu rồi. Chúng ta đã muốn đổi một vị tiên đế khác, chỉ là hắn căn cơ thâm hậu, không thể tùy tiện động đến hắn mà thôi. Hiện tại hắn bị nhốt ở hắc vực, ngươi lại gánh vác đại nghĩa tiên đế trong lúc nguy nan. Nếu hắn dám kiếm chuyện, bọn ta nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ. Bọn họ đi tới dưới động uyên chí tôn. Động uyên chí tôn là động uyên do Hạo Thương Đế triệu hoán. Tòa động uyên này to lớn hùng vĩ, vận dụng động uyên này cần có cửu thiên cửu đế giải phong ấn, không có sự cho phép của cửu đế, dù là tiên đế cũng không thể vận dụng nó. Tòa động uyên này sâu không lường được, bên ngoài có từng luồng phù triện tiên gia trấn thủ, vẫn ở trong trạng thái phong ấn. Không biết vì sao, lối vào của động uyên lại không có tiên binh trấn thủ. Dương Long Đế nói: huống hồ, chúng ta có được động uyên chí tôn, sau khi giải phong ấn của tòa động uyên này xong, người hãy lợi dụng động uyên chí tôn để tu luyện, hủy bỏ đạo quả, trùng tu chí tôn cảnh. Đến lúc đó người là chí tôn, lại có động uyên chí tôn mà bọn ta hỗ trợ, Minh Tôn lấy cái gì tranh với ngươi? Trường Sinh Đế thở phào một hơi, không người bái lại. Có câu nói này của chư vị đạo huynh, ta cũng chỉ có thể cố mà làm, tạm thời ngồi lên đế vị. Đám người Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế liên tục ho ra máu nói: việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng giải khai phong ấn của động uyên chí tôn thôi. Cửu đế đều cố gắng hết sức vận chuyển chút tu vi còn sót, dần dần giải khai phong ấn của động uyên. Tòa động uyên này vốn dĩ tên là động uyên Hạo Thương, là động uyên mà Tử Vi hậu chủ Hạo Thương tiên đế triệu hoán đến từ Bỉ Ngạn. Lúc này phong ấn giải trừ, đạo lực cuồn cuộn lập tức phun ra ngoài, linh khí bức người. Trường Sinh Đế đỡ lấy Dương Long Đế nói: để ta đưa chư vị đạo huynh vào động uyên chí tôn chữa thương. Dương Long Đế ho khan liên tục nói: ngươi cũng vào đi, ngươi cần mau chóng luyện hóa tòa động uyên này. Động uyên do người khống chế, ngươi mới có thể chứng đạo chí tôn, đó là bí mật mà người ngoài không biết. Trường Sinh Đế nghe lời, cùng với bọn họ đi vào trong động uyên chí tôn. Dù gã lòng dạ thâm sâu đi nữa thì bây giờ cũng không nhịn được mà hân hoan, suýt nữa muốn quên mình ca hát rồi, nhưng gã vẫn nhịn xuống được. Bên trong động uyên chí tôn sáng rực như ban ngày, hào quang rực rỡ ánh vào tầm mắt của bọn họ. Bỗng nhiên có một đế quân đi tới từ trong hào quang. Cửu đế giật mình. Thành Hòa Đế thật thành nói: đế quân,
người vẫn còn sống ngư? Vèo một cái, đế tôn kia đột nhiên hóa thành một luồng ma khí, thừa dịp trường sinh đế kinh ngạc mà chui vào trong mi tâm của gã. Thân thể của trường sinh đế cứng đờ, không thể nhúc nhích. Lại có một bóng người từ trong hào quang đi tới, bình tĩnh nói: rốt cuộc cũng chờ được ngươi, ta phải gọi ngươi là Chu Võ, Bạch Tiên Võ, Trần Trường Sinh, hay nên gọi ngươi là đế quân đây? Bóng người từ trong hào quang đi ra chính là Hứa Ứng, trên môi nở nụ cười, nhưng trong mắt không có bất cứ ý cười gì, nhìn thẳng vào trường sinh đế. Đế quân! Tám vị đại đế đều giật mình kinh hô, có người nhìn về phía trường sinh đế, không thể tin nổi, có người quát tháo Hứa Ứng, bảo hắn đừng nói lung tung, có người quát hỏi Hứa Ứng, làm thế nào để xâm nhập vào bên trong động nguyên chí tôn. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên vô cùng ồn ào, phi thường náo nhiệt. Gương mặt của trường sinh đế vẫn bình tĩnh như thường, tuy thiếu niên nàng tóc trắng có vẻ rối bời nhất thời thoáng qua, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Hứa Ứng đứng đối diện với gã, cũng ung dung không hề e sợ. Dương Long đế đột nhiên trầm giọng: đừng ồn ào, chuyện gì cũng phải từ từ mà nói. Hứa Ứng, làm sao ngươi vào được đây? Hứa Ứng liếc bọn họ một cái nói: phong ấn của cửu đế các ngươi ta đều đã gặp qua, mặc dù chưa từng phá giải, nhưng để ra vào thì không khó. Đương nhiên, cái này cũng cảm ơn đế quân đã bồi dưỡng, không có hắn tra tấn suốt 48.000 năm, ta cũng sẽ khó mà hiểu rõ về phong ấn tới mức này. Đám người Dương Long đế, Thái Tiểu đế nhíu mày, vô không hài lòng đối với câu trả lời này của hắn cho lắm. Nhưng Hứa Ứng lại đang nói thật. Hắn bệnh lâu cũng thành y, đã nghiên cứu phong ấn đạo tới mức sâu nhất. Ở trong Tử Vi tổ đình, lúc hắn giúp Tử Vi hậu chủ trộm lấy thi thể của mình, đã dùng biện pháp hòa quang đồng trần bắt chước các loại phong ấn, dung nhập trong phong ấn, từng chút một xâm nhập đế lăng, cõng Tử Vi quan tài của hậu chủ đi ra. Mà người phong ấn đế lăng của Tử Vi hậu chủ bao gồm cả cửu đế, thậm chí cửu đế chỉ là tiểu nhân vật trong đó mà thôi. Pháp môn này là Hứa Ứng nghĩ ra khi được đồ ngốc A Phúc chỉ điểm. Cách của A Phúc ngốc nghếch cũng nhất tuyệt, đã từng dùng để phá giải dấu ấn trên Tử U Minh Đao của đế quân. Đương nhiên, hai cách đó vẫn khác nhau rất nhiều. Cách trước là dùng phương thức gia tăng để phá hư, cách sau thì là không đánh lại thì gia nhập, hoặc là cũng có thể gọi là thông đồng làm bậy. Nhưng gọi là hòa quang đồng trần thì nghe xuôi tai hơn. Hứa Ứng cũng dùng cách tương tự để xâm nhập vào động nguyên chí tôn. Đối với hắn mà nói, động nguyên chí tôn tương đương với bên ngoài tăng thêm 9 cái khóa, mà chiếc chìa khóa là hắn có thể mở được tất cả các ổ khóa. Thái Tiểu đế quát: Hứa Ứng, người là kẻ mang tội trên người, tiền đế lúc trước khai ân nên mới không tiếp tục truy nã người. Người xâm nhập động nguyên chí tôn đã là tội lớn rồi, người nói trường sinh đế là đế quân có bằng chứng gì? Hứa Ứng mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người trường sinh đế. Đế quân chém tâm ma, trường sinh đế giờ này lại chưa từng chém tâm ma, thế mà lại có thể hấp thu tâm ma của đế quân, đại khái là vì có cùng nguồn gốc. Trường sinh đạo huynh, vừa rồi thiên ma đế quân chui vào trong cơ thể ngươi, sao ngươi lại không chém hắn ra? Chém ra thì mọi người sẽ biết được ngươi có phải là đế quân hay không. Chư đế đồng loạt nhìn về phía trường sinh đế, sắc mặt âm trầm bất định. Đế quân khi nãy tự nhiên là thiên ma đế quân. Thiên ma đế quân là do từng ma niệm do đế quân chém ra rơi vào quỷ khư thiên ma tiên vực hình thành. Loại ma niệm này rất nhiều người đều có. Cường giả tiên giới chém ma niệm để bảo trì đạo tâm thuần túy là một chuyện rất thường gặp. Thậm chí ngay cả tiên đế như Minh Tôn cũng có ma niệm riêng. Thiên ma tiên vực cũng vì vậy mà hình thành một loại tiên giới khác. Cửu đế cao cao tại thượng cũng có chém tâm ma, có điều ma niệm của bọn họ ẩn chứa một số bí mật. Bởi vậy ma niệm của bọn họ chém xuống cũng sẽ không bị trục xuất tới thiên ma tiên vực, miễn cho bị kẻ địch dùng cái này biết được bí mật của bọn họ, bình thường đều sẽ phong ấn ma niệm. Nhưng bên trong cửu đế có một người lại đi ngược với mọi người, chính là trường sinh đế. Trường sinh đế theo cổ pháp không chém ma niệm, là lý niệm mà gã một mực tuân theo. Cái này đã trở thành bí mật mà trên người cửu thiên đều biết. Một người cho tới bây giờ đều không chém ma niệm, lại có thể tiếp nhận ma niệm của đế quân thuận lợi như thế, chưa từng xuất hiện tình trạng thiên ma xâm lấn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ ma niệm của đế quân thật ra chính là ma niệm do trường sinh đế chém ra. Nghĩ sâu hơn, bọn họ không khỏi có một loại cảm giác không rét mà run. Thậm chí ngay cả ma niệm do đế quân chém
đều có thể là dấu hiệu giả tạo trường sinh đế thả ra để mê hoặc kẻ địch. Nếu như có người lấy ma niệm của đế quân để suy tính nhược điểm của đế quân, rất có thể sẽ bị mắc lừa, thậm chí mất đi tính mạng. Lấy ma niệm của đế quân để suy tính nhược điểm của trường sinh đế, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn họ lại liên tưởng tới chuyện Đông Vương tạo phản, giết chết nguyên quân, đế quân. Bỗng nhiên vụ án này không còn đơn giản chút nào, nói không chừng Đông Vương tạo phản chỉ là quân cờ của người nào đó mà thôi. Nếu là trường sinh đế thúc đẩy Đông Vương tạo phản, mục đích là vì để cho mình đạp lên thi thể của Đông Vương đăng cơ, vậy thì đúng là đáng sợ. Mà chuyện này thực sự có thể làm được. Chỉ cần tìm ra một vài cổ tịch có ghi chép về Thanh Huyền, đưa tới trước mặt Đông Vương là đủ. Chuyện sau này, Đông Vương sẽ tự mình làm. Trường sinh đế là một trong cửu đế, hoàn toàn có cơ hội tiếp xúc với cổ tịch có liên quan tới Thanh Huyền. Chỉ có Linh Tố, nguyên quân là nhân tình của trường sinh đế, còn sinh con cho hắn, mà nguyên quân lại vô tình thân thiết với đế quân. Đế quân thường xuyên tiếp phủ của nguyên quân. Bọn họ lại nghĩ tới nhiều điều hơn. Nếu như trường sinh đế và đế quân là cùng một người, như vậy đế quân sẽ dễ dàng đoán được ý của nàng ta, nhanh chóng chiếm được trái tim của nguyên quân Linh Tố. Nghĩ tới đây, bọn họ đột nhiên cảm giác vị thiếu niên đại đế mà bọn họ đã theo dõi đến cái trường thành này đều trở nên vô cùng xa lạ. Đột nhiên cửu u đế quát lớn: "Hứa Ứng, người đừng có ngậm máu phun người. Trường sinh đạo hữu chính là thiếu niên đại đế do bọn ta một tay nâng đỡ lên. Đế quân là một vị thiên tài tuấn khắc, đã chết dưới tay Đông Vương. Đông Vương tạo phản, tàn bạo, sát thải đế quân. Trường sinh đạo hữu đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu tiên đình trong lúc nguy nan, công lao to bằng trời, không phải một tên thảo dân nhỏ bé như người có thể nói xấu." Thanh Hòa đế hiếu kỳ, vội vàng nói: "Không sai, Hứa Ứng vốn là phản tặc, ngậm máu phun người. Đế quân thân thế trong sạch, các đời truyền thế đều có ghi lại trong danh sách, không hề liên quan gì tới trường sinh đạo hữu." Hư Lạp đế nói: "Trường sinh đạo hữu là người rộng rãi, có phong thái trường giả, không phải tên nhãi danh như người có thể nói xấu." Phù Nguyệt đế quát: "Tên tiểu bạch kiểm họ Hứa kia, mau im miệng đi, mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với trường sinh đế." Thải Vi đế liên tục gật đầu: "Hứa Ứng, ngươi đừng ỷ là cháu của tiên đế, là hoàng thân quốc thích thì có thể mở miệng nói bậy, còn không mau xin lỗi trường sinh đế đạo hữu. Sau khi trường sinh đạo hữu lên ngôi, còn có thể thưởng cho ngươi một chức bật mã ôn để làm." Dương Long đế nói: "Nói xấu trường sinh đạo hữu, tội không thể tha, xin trường sinh đạo hữu lập tức giết kẻ này." Trong lúc muôn người chỉ trích, Hứa Ứng đột nhiên mỉm cười, âm thanh vang dội, đè xuống tất cả những lời mắng chửi của chư đế. Bây giờ bản thân chư đế đều bị trọng thương, lại bị tiếng cười của hắn áp bách tới mức không thể thở nổi. Hứa Ứng nhìn chư đế cười lạnh nói: "Một đám hèn nhát." Thầy tiểu đế dậy dụa đứng dậy, cả giận nói: "Tiểu tử thối nhà ngươi còn dám nhục mạ cửu đế, hôm nay lão hủ nhất định phải xé nát cái miệng của ngươi." Hứa Ứng hừ một tiếng: "Các ngươi chỉ là sợ mình nhìn thấu chân diện mục của trường sinh đế, trường sinh đế sẽ giết các ngươi diệt khẩu, cho nên muốn đổ hết tội lỗi lên đầu ta, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Bản thân các ngươi bị trọng thương cũng đều ở trong động nguyên chí tôn, bên ngoài không ai hay biết, không nhìn thấy tình hình ở nơi này. Bóc trần chân diện mục của trường sinh đế, dù trường sinh đế giết tám lão giả các ngươi diệt khẩu cũng không có ai biết được." Phù Nguyệt đế cả giận: "Ngươi nói ai giả, họ Hứa kia, trước kia ngươi không phải như thế." Thải Vi đế cũng tức giận: "Lúc trước mỗi lần ngươi tới cửa nhưng chưa từng nói ta giả bao giờ." Hứa Ứng lờ đi các nàng nói: "Bây giờ các ngươi đã là thịt cá, mà động nguyên chí tôn chính là cái thớt. Buồn cười là các ngươi chỉ có thể ra vẻ ngây thơ không biết gì, có tưởng rằng trường sinh đế sẽ bỏ qua cho các ngươi." Huyết Lâm đế quát: "Hứa Ứng, ngươi đang nói bậy cái gì? Hôm nay lão thần phải đánh chết ngươi." Nàng tức vận dụng chút pháp lực còn sót, lại phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngồi dưới đất. Hứa Ứng cười như không cười, nhìn trường sinh đế vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ một cái, buồn bã nói: "Đế quân, ngươi nói cái gì đi chứ, ta chỉ muốn báo thù thôi." Trường sinh đế trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Hứa Ứng, năm đó ngươi phi thăng vào tiền giới, ta đã phát hiện ra sự bất phàm của ngươi. Trên người ngươi có một loại nhuệ khí, có hùng tâm cải cách thiên địa. Đây là những thứ ta từng có, nhưng lại bị ta chém xuống vứt đi, cho nên ta rất thích ngươi." Gã lên tiếng như vậy chính là nói cho tất cả mọi người, đế quân đúng là trường sinh đế. Bởi vì khi đó trường sinh đế là cửu thiên đại đế cao quý,
sẽ không có qua lại gì với Hứa Ứng. Khi đó đế quân lại rất thân cận với Hứa Ứng. Trường sinh đế thở dài. Về sau ta nhận được ý chỉ của bệ hạ, phải đối phó với người, ta cũng buồn bã rất lâu, nhưng ta vẫn không thể không ra tay tiêu diệt người. Gã nói chính là khi thân phận của Hứa Ứng bại lộ, liên tục độ kiếp 7 lần, tu luyện thành bất diệt chân linh, lần thứ 7 Hứa Ứng hạ giới, bị đế quân bố trí mai phục dày đặc. Trong trận chiến ở thiên lộ, rốt cuộc cũng chém Hứa Ứng xuống nguyên thú thế giới, dùng tử u minh đao chém thân thể Hứa Ứng, chia cắt cảnh giới của hắn, chân áp suốt 48.000 năm. Giữa người và ta lẽ ra không nên kết mối thâm cừu đại hận như vậy. Trường sinh đế cảm khai nói. Đúng vậy. Cửu u đế vội vàng nói. Hứa Ứng, người chỉ là bị hành hạ 48.000 năm, có tư cách gì mà hận trường sinh đạo hữu? Người nên hận Minh Tôn mới đúng. Có giỏi thì người đi tìm Minh Tôn báo thù đi. Hứa Ứng liếc mắt nhìn gã một cái. Loại người như ngươi, có lúc sớm chớp thì cẩn thận một chút, coi chừng bị sét đánh chết định. Hắn bị hành hạ suốt 48.000 năm, trong đó có 2-3.000 lần bị phanh thây, bị chia ăn, bị giải phẫu, bị xem như bất tử dược mà ăn thịt. Về phần bị giết chết và chôn cất thì lại càng nhiều vô số kể. Thần tiên bất lão, không phải mỗi lần đều có thể sống tròn 10 năm, có khi mới sống được 1-2 năm đã bị người ta phát hiện, bắt tới luyện chế trường sinh linh đan. Đây là do đế quân ban tặng, thù này dù chút hết nước thiên hà cũng khó có thể rửa sạch. Trường sinh đế nói. Đồng vương vốn không phải là đối thủ của ta, nhưng dã tâm của hắn lại quá lớn. Còn phần thần toán, giỏi về thôi diễn sơ hở trong công pháp của người khác, hắn là kẻ thích hợp để lợi dụng, rất hữu dụng. Chính là một lưỡi đao có thể giúp ta bình định tất cả chướng ngại trước đế vị, đưa ta bước lên đế vị. Gã vừa nói ra, sắc mặt của 8 đại đế đều xám xịt, suy sụp tinh thần. Lúc trường sinh đế không thừa nhận bản thân là đế quân, cho thấy gã không có sát tâm, mọi người còn có thể tiếp tục lừa dối. Nhưng nói ra những lời này, chỉ sợ gã sẽ không chừa lại cho con đường sống cho mọi người. Trường sinh đế tiếp tục nói, lúc hắn bắt đầu thăm dò sự tích của Thanh Huyền, cửu u đế cho hắn một bài học, nửa đêm cắt đầu của kẻ chết thay mà hắn tìm tới để cảnh cáo hắn đừng tiếp tục thăm dò. Nhưng chuyện này lại gợi lên lòng tò mò của hắn. Ta cũng là vì hành động này của hắn mà sinh ra một suy nghĩ, thế là ta tự mình tìm một số thư tịch đưa tới trước mặt hắn. Gã mỉm cười nói tiếp, trong đó bao gồm tàn pháp, sát nhập động nguyên do Thanh Huyền khai sáng. Loại pháp môn này có thể điều động đại đạo của những động nguyên khác nhau để bản thân sử dụng, cực kỳ quý hiếm. Ta đưa pháp này đến trước mặt Đông Vương, để hắn vô tình phát hiện, về mặt mừng rỡ lộ ra trên mặt, khiến cho ta không khỏi bật cười. Ta biết, sau khi dã tâm của hắn bị câu lên thì có cách nào ngăn chặn lại được. Sau đó chính là tam giới triều tịch bộc phát, nhân gian giới bị lực lượng triều tịch ảnh hưởng, thiên đạo nhân gian thức tỉnh, địa tiên giới biến thuyền xuất hiện, Hứa Ứng độ kiếp ở nhân gian, khiến Minh Tôn và Đại La Thiên sinh lòng hiếu kỳ. Minh Tôn và Đại La Thiên bị giữ chân ở nhân gian giới, rốt cuộc cũng khiến dã tâm của Đông Vương lên tới cực hạn. Cơ hội mà trường sinh đế chờ rốt cuộc cũng đã đến. Nhưng nếu không có Hứa Ứng, ta chính là tiên đế lên ngôi giành chính ngôn thuận nhất sau Thanh Huyền. Trường sinh đế thở dài, bình tĩnh. Có điều ta đang lâm đế vị, chế độ cửu đế đã có thể bảo toàn. Ta cũng cần bọn họ liên thủ cùng ta chống lại Minh Tôn. Chỉ là sau này hợp tác chưa hẳn có thể thân mật, không hề ngăn cản gì như lúc trước. 8 vị đạo hữu nghĩ thế nào? Đám người Dương Long đế, Thái Tiêu đế đều trầm mặc. Bây giờ nếu như không đồng ý, bọn họ đều sẽ chết ở đây. Nhưng đồng ý, trường sinh đế cũng sẽ sinh ra ý đồ xấu, nhất định thừa dịp bọn họ bị trọng thương để khống chế 8 người bọn họ. Về phần làm sao khống chế, chắc hẳn cũng không phải là thủ đoạn dễ chịu gì cho lắm. Chương 591, ta sẽ giúp người tu hành. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị nói, 8 vị đạo huynh, đấu bộ đứng đầu lục bộ, cũng có tư cách vấn đỉnh đế vị, có cái gọi là nâng hiền không nâng thân. Đấu bộ Hứa Tĩnh, Hứa Tiên Tôn đức hạnh dư thừa, trung hậu thành thật, có lòng yêu dân, lại là hiền tế của Minh Tôn. Tấm lòng hiếu thảo cảm động thiên địa, ta tiến cử hiện tại Hứa Thiên Tôn làm tiên đế. Cửu đế lạnh lùng nói, sau khi Hứa Tĩnh dừng đế, có phải sẽ để cho cháu ngoan của Minh Tôn kế vị đăng cơ, vinh đăng đại bảo hay không? Hứa Ứng nghiêm mặt nói, Minh Tôn hiền đức cảm thiên địa, trạch nhuận chúng sinh, cũng có tư chất tiên đế. Cửu u đế cười lạnh không thôi. Đột nhiên Dương Long đế nói,
Nếu Hứa Tĩnh, Hứa Tiên Tôn cũng có tư cách vấn đỉnh đế vị, như vậy lập ai làm đế vị cần phải cân nhắc lại. Phù Nguyệt Đế cười nói, dù sao Trường Sinh đạo hữu cũng không phải chí thần của Minh Tôn, cân nhắc một chút cũng đúng thôi. Thành Hòa Đế nói, ta cũng nghĩ vậy, đúng là phải cân nhắc lại một chút. Nhưng vị đại đế khác đều hiểu ý thì nhau gật đầu. Trường Sinh Đế nhướng mày, cười như không cười nói, các vị đạo huynh muốn cân nhắc như thế nào? Hứa Ứng sắc mặt hiền hòa, mỉm cười đề nghị, công bằng thế này, hai ta quyết đấu một trận, dùng sinh tử để quyết định đế vị này thuộc về ai. Thái Tiểu Đế liên tục gật đầu khen, đề nghị này hay lắm, không tổn thương hòa khí. Đúng đó, đúng đó, Lư Hạp Đế tính tình nóng nảy nhất cũng khen, tiên đình gần đây đã chết quá nhiều người rồi, không thể chết thêm ai nữa, đề nghị này của Hứa lão đệ đúng là rất tốt. Chư Đế cũng đồng loạt gật đầu tán thành. Trường Sinh Đế dò xét Độc Uyên Chí Tôn nói, ta có vết thương nhẹ, cần phải dưỡng thương. Hứa Ưng nói, thời gian 10 ngày có đủ không? Trường Sinh Đế nói, đủ. Tám vị đạo huynh thì sao, xử trí thế nào? Hứa Ưng nhìn về phía đám người Dương Long Đế, trầm ngâm một lát mới khách khí nói, để tám vị đạo huynh này bảo trì hiện trạng, như thế hai ta đều an toàn. Cửu U Đế cả giận nói, họ Hứa kia, bảo trì hiện trạng là sao? Hứa Ưng mắt lộ hung quang, còn lắm mồm la lối nữa thì ta sẽ để cho người la thật luôn bây giờ đấy. Cửu U Đế giận tím mặt, nhưng cũng không tiếp tục kích thích Hứa Ứng nữa. Lúc trước sau khi Hứa Ứng phi thăng tiền giới, nương tựa vào đấu bộ, Cửu U Đế nghe nói việc này, bèn phái đồ đệ của gã tước phủ của Tử Đồng Nguyên Quân cầu hôn, mục đích thật ra chính là để bắt bớ Hứa Ứng. Hứa Ứng ngăn cản, đệ tử của gã nói năng lỗ mãng, làm nhục Hứa Ứng và Tử Đồng Nguyên Quân nên bị Hứa Ứng đánh chết. Ban đêm Cửu U Đế tới báo thù cho đệ tử, âm thầm ra tay đọ sức với Hứa Ứng. Hai người giao phong ba hiệp, Hứa Ứng tế trượng thiên xích lên, đánh cho gã đầu bè bét máu. Bởi vì ăn thua thiệt lần đó, gã mới nhiều lần khiêu khích Hứa Ứng. Có điều bây giờ thấy Hứa Ứng muốn trở mặt giết người, gã lại không dám nói tiếp, thầm nghĩ. Trước kia, Hứa Ứng tốt xấu gì cũng là người đọc sách. Hiện tại Hứa Ứng chính là vương hung tàn, động một chút là đòi đánh người, đúng là thô bỉ. Hứa Ứng nói, Trường Sinh đạo huynh muốn ở lại đây tu luyện sao? Hắn khách khí nói, để đảm bảo tám vị đạo huynh có thể bảo trì hiện trạng, ta vẫn phải mời bọn họ ra khỏi Động Uyên Chí Tôn, phong ấn nơi đây lại mới phải. Động Uyên Chí Tôn là bảo vật chỉ có thiên đế mới có thể vận dụng, không trở thành tiên đế, ai cũng không thể vận dụng được nơi này. Đây là quy củ do Cửu Đế lập thành, chúng ta cũng không thể vi phạm được, đúng không? Đám người Dương Long Đế đều tức giận thầm nghĩ, tiểu tử này không để lại bất kỳ chỗ trống nào cả. Bọn họ cũng muốn mượn nhờ Động Uyên Chí Tôn để chữa trị đạo thương, khôi phục tu vi, nhưng bây giờ Hứa Ứng đã phá hủy con đường này của bọn họ. Trường Sinh Đế biết Hứa Ứng sợ mình luyện hóa Động Uyên Chí Tôn, cũng sợ mình mượn nhờ Động Uyên Chí Tôn mà có đột phá trong 10 ngày này, bởi vậy mới đưa ra đề nghị. Gã nhìn về phía đám người Dương Long, dù đám người Dương Long đã vô cùng suy yếu, nhưng hiện tại gã lại không dám trở mặt. Đám người Dương Long còn thừa lại một thành thực lực, nếu như bọn họ liên thủ với Hứa Ứng, người chết rất có thể là mình. Lúc Nguyên Quân chết, gã đi tới trước Hứa Ứng nửa bước, nhưng hai người lại đồng thời đi tới nơi Nguyên Quân tử vong. Phần tù vì Hứa Ứng thi triển kia quả thực đã làm cho gã kinh ngạc, để gã không dám liều mạng đánh cược một lần. Cứ làm theo lời người nói đi. Trường Sinh Đế quay người đi ra khỏi Động Uyên Chí Tôn, đám người Dương Long Đế cũng dìu dắt nhau đi ra khỏi Động Uyên Chí Tôn. Hứa Ứng chờ bọn họ đi ra, lập tức bố trí một lớp lớn phong ấn ở bên ngoài Động Uyên Chí Tôn. Chư quân, sau 10 ngày nữa gặp lại. Nói xong cũng nhẹ nhàng bay đi. Đám người Dương Long sắc mặt âm trầm, phong ấn mà Hứa Ứng lưu lại cực kỳ tinh diệu. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không thể nào phá giải, cần phải nghiên cứu rất lâu mới có thể phá vỡ. Dương Long đạo huynh, chúng ta có cần để lại phong ấn bên ngoài Động Uyên Chí Tôn không? Thay Tiểu Đế nói nhỏ, cho dù chúng ta bỏ thêm phòng ấn, cũng không thể đề phòng được tiểu tử họ Hứa kia. Hắn muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Thêm chứ, Dương Long Đế quả quyết nói, không phải đề phòng Hứa Ứng, mà là kẻ khác. Thái Tiểu Đế lập tức tỉnh ngộ, nếu như chỉ có phòng ấn của Hứa Ứng, chỉ sợ Trường Sinh Đế sẽ có cơ hội phá vỡ, nhất định phải tăng thêm phòng ấn của Bát Đế, mới có thể đề phòng Trường Sinh Đế được. Lúc đầu vết thương của bọn họ đã nặng rồi, bây giờ còn phải dùng hết chút pháp lực còn lại để thực hiện phong ấn, đúng là thương càng thêm thương.
Trường sinh đế cũng từ từ tiến lên, thực hiện phong ấn của mình bên ngoài động uyên. Sau đó khom người thi lễ với 8 vị đại đế, quay người rời đi. Người gã đề phòng là bát đế. Đám người dương long đế đưa mắt nhìn gã đi xa, đột nhiên nói: "Tới tài bộ thiên tôn trưởng quản động uyên trong thiên hạ. Bên trong còn có vài động uyên tiên quân tiên vương, dùng tạm 10 ngày kéo dài tính mạng cái đã." 8 vị đại đế sắc mặt trắng bệch, lũ lượt kéo nhau tiến về phía tài bộ. Bọn họ vận dụng động uyên cấp thiên quân để chữa trị vết thương thì phải tốn 10 năm 8 năm mới có thể chữa trị được. Dùng động uyên cấp tiên vương tiên quân của tài bộ chỉ sợ chỉ có thể giữ được mệnh, tuyệt đối không thể chữa trị được vết thương được. Ngựa ứng trốn đến một sau cung đình, lặng lẽ nhô đầu ra. Thấy 8 vị đại đế đã dìu nhau rời đi, lúc này mới thở vào một hơi, đi về phía vị ương cung. Cái cảm giác người lừa ta gạt, không thể tin tưởng bất cứ ai này của tiên giới đúng là tốt thật. Hắn bước đi nhanh hơn, trong lòng vui vẻ nghĩ: mọi người không ai tin ai, vậy thì không ai có thể vận dụng động uyên chí tôn. Như thế người có thể vận dụng động uyên chí tôn chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Hắn tiến vào vị ương cung, bái kiến mẫu thân Lan Tố Ảnh. Ai nấy nói: mẫu thân, con chọc ra đại sự, sợ rằng sẽ liên lụy tới người và phụ thân. Đế quân là phân thân của Trường Sinh Đế, 10 ngày sau con sẽ khiêu chiến với Trường Sinh Đế để trả thù. Lan Tô Ảnh nghe vậy lập tức hiểu rõ ý của hắn, lập tức lệnh cho cung nữ đi thu dọn hành lý. Ta đi gặp phụ thân, cùng đi tránh né 10 ngày, 10 ngày sau lại hiện thân trợ uy cho con. Ngựa ứng không người quỳ xuống, dập đầu nói: liên lụy đến nhị lão rồi. Lan Tô Ảnh vội vàng dìu hắn đứng lên nói: con là con của ta, liên lụy cái gì chứ? Ngựa ứng chém động uyên doanh châu xuống giao cho nàng nói: mẫu thần mang theo đám người thần bà cô xả đi đi, trận chiến này con muốn tự mình ra tay, không cần mượn tay bọn họ. Lan Tố Ảnh biết hắn lo lắng sẽ liên hụy để trừ tiền ở bên trong động uyên doanh châu, lúc này cũng nhận lấy doanh châu, mang theo mấy người cung nữ vội vàng rời đi, chạy tới đấu bộ. Ngựa ứng một đường hộ tống nhìn các nàng đi tới bên trong đấu bộ. Lan Tố Ảnh thấy Hứa Tĩnh nói: 10 ngày sau ứng nhì sẽ quyết chiến với Trường Sinh Đế, bảo chúng ta tạm thời đi ra ngoài tránh né một chút. Hứa Tĩnh khó hiểu hỏi: tránh cái gì? Nếu Trường Sinh Đế không nắm chắc tất thắng, chắc chắn sẽ ra tay với chúng ta trước. Hồng làm ứng nhì lo lắng rối loạn, không cách nào an tâm tu hành trong 10 ngày này. Lan Tô Ảnh nhanh chóng nói: thậm chí hắn có thể bắt giữ chúng ta để uy hiếp ứng nhì. Lần quyết chiến này liên quan tới tính mệnh, không thể không chuẩn bị chú đáo mọi bề. Hứa Tĩnh giật nảy mình: phu nhân đã có thể tính ra được Trường Sinh Đế rồi ư? Lan Tô Ảnh lườm y một cái nói: cái này còn cần tính à? Dùng đầu óc suy nghĩ một lát là biết thôi. May mà đầu óc của ứng nhi không giống chàng. Đúng rồi, dẫn theo cả Từ Đồng Nguyên Quân nữa. Hứa Tĩnh cười lớn, vội vàng thu thập hành lý, sau đó đi gặp Từ Đồng Nguyên Quân nói việc này. Từ Đồng Nguyên Quân sắc mặt hờ hững nói: có phải nên mang theo những tỉ muội khác luôn không? Ta nghe nói hắn có rất nhiều tỉ muội mà. Lan Tô Ảnh cười nói: người mà đứa con ngốc kia của ta quan tâm chỉ có một mình ngươi mà thôi. Đừng có đoán mò, những nữ tử khác đều không liên quan gì hết. Hứa Tĩnh lấy một khối ngọc bội ra, nhét vào trong tay Từ Đồng Nguyên Quân nói: đây là doanh châu ôn ngọc, trời sinh ẩn chứa tiên đạo, có thể thay người ứng đối với tử kiếp. Bên trong doanh châu chỉ sinh ra 3 khối, ứng nhì lấy được một khối ôn ngọc này, 2 khối tặng cho vợ chồng bọn ta, còn 1 khối dự định tặng cho người. Đáng tiếc hắn ra mặt mỏng, không dám đến đây, đành phải nhờ ta giao cho người. Nguyên Quân, ngươi phải hiểu tâm ý của hắn. Từ Đồng Nguyên Quân nhận lấy ngọc bội, trong lòng vô cùng vui mừng nói: ta đi theo các ngươi. 3 người dắt nhau hạ giới. Lan Tô Ảnh gọi thêm cả đám người thần bà cô xạ và Viên Thiên Cường nói: đoạn nhân quả, loạn số trời, thoát khỏi tất cả huyền cơ, lần này chúng ta bỏ chạy, để cho cả Đại La Kim Tiên lẫn Chí Tôn Thánh Nhân cũng đừng hòng tìm được chúng ta. Tứ đại thần toán hợp sức ra tay, một đoàn sương mù đánh tới. Bọn họ tiến vào bên trong sương mù, đợi đến khi sương mù tan đi, mọi người đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Viêm Thiên, Trường Sinh Điện. Trường Sinh Đế trở lại trong điện, thị nữ tiến lên thay y phục cho gã, đổi thành thường phục, dâng nước trà lên. Trường Sinh Đế phất tay ra hiệu cho các nàng lui ra. Trường Sinh Đế trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay kéo một đoàn hắc khí từ trong mi tâm ra. Hắc khí kia rơi xuống đất, hóa thành Thiên Ma Đế Quân. Thiên Ma Đế Quân chào gã nói: ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi, có phải ngươi muốn giết ta hay không?
Trường sinh đế lắc đầu. Ngươi là một bộ phận của ta, vì sao ta lại phải giết chết chính ta chứ? Thiên ma đế quân kinh ngạc. Ngươi thừa nhận ta là một bộ phận của ngươi, vì sao còn muốn chém ta ra từ trong cơ thể ngươi? Trường sinh đế cười nói. Một, ngươi là đạo nghĩa, thiện lương, chính trực. Trong nội tâm của ta, tiên giới không thể dung ngươi được. Bởi thế nên ngươi là ma, ta phải chém ngươi ra mới có thể bảo trì lý trí. Hai, ta có thể mượn ngươi để bố cục, khiến những kẻ muốn đi tìm hiểu đạo pháp thần thông của ta chịu thiệt thòi lớn. Ngươi ở lại trong cơ thể ta, ta không cách nào toàn tâm toàn ý bố cục được. Thiên ma đế quân nói. Ngươi chém ta ra là vì xuống tay với hữu ứng. Trường sinh đế cười nói. Chiến trường giao phong phải dùng quỷ đạo, hữu ứng từng chút một chiến thắng cửu u đế, thực lực không thể coi thường. Tu vi của hắn yếu hơn ta một chút, nhưng cách biệt không bao nhiêu, cho nên ta nhất định phải để hắn không cách nào an tâm tu luyện được. Người đâu? Lập tức có đệ tử vội vàng chạy đến, khom người nói. Sư phụ, La Hiền, người tới Tu Di Sơn, gặp kệ Bồ Đề, mời hắn ra tay truy sát phù thể Hứa Tĩnh. Trường sinh đế nói, hắn nợ ta một món nợ ân tình, tình này không trả, hắn khó mà sống yên được. Sau khi gặp kệ Bồ Đề, người lại tới Vạn Tiên Cốc, tìm ba vị thiên quân là Yên Thủy Hàn, Phượng Lâu Xuân, Lê Vạn Trung, để bọn họ cũng truy sát phù thể Hứa Tĩnh. Năm đó bọn họ nhận ân tình của ta, hôm nay cũng nên trả lại rồi. La Hiền đáp lời, lập tức rời khỏi Viêm Thiên, tiến về phía Tu Di Sơn. Thiên ma đế quân nói, Hứa Ứng cực kỳ thông minh, chắc chắn trước đó sẽ để phụ mẫu của hắn tránh đi. Người phái người đuổi giết phụ mẫu của hắn, chỉ sợ khó mà thành công. Trường sinh đế cười nói, nhưng ta sẽ không vì hắn mà có phòng bị không làm. Hắn có đề phòng, ta vẫn sẽ phái người đi làm. Như vậy cho dù hắn có bế quan đi nữa, thì cũng không thể an lòng. Kiểu gì cũng sẽ lo lắng cho an nguy của phụ mẫu, chậm trễ việc tu hành. Thiên ma đế quân giật mình hiểu ra. Trường sinh đế nói, ta đánh với Đông Vương một trận, vết thương không nặng. Pháp môn sắp nhập động uyên của Thanh Huyền là ta đưa tới trước mặt Đông Vương. Pháp môn này ta cũng biết, nhưng ta chưa có cơ hội để luyện nó. Ánh mắt của gã lóe lên, rơi vào chín tòa động uyên cấp thiên quân kia. Không cần đến 10 ngày, có lẽ chỉ cần 5-6 ngày, ta có thể thần phục điều khiển 9 đại động uyên, tập hợp đại đạo của 9 động uyên lấy người mình. Trường sinh đế nói, ta sẽ không tuân theo ước định 10 ngày, chờ đợi tới khi luyện thành 9 đại động uyên, ta sẽ bất ngờ ra tay tập kích Hứa Ứng, giết chết hắn để trừ hậu hoạn. Quyết đấu sinh tử, không cần nói tới đạo nghĩa gì cả. Hứa Ứng rời khỏi Vị Ương Cung đi tới Côn Luân, nhưng không đi gặp đám người Tây Vương Mẫu mà đi tới Côn Luân Ngọc Hư Cung. Sư tổ, Hứa Ứng tới gặp Ngọc Hư đạo nhân, bái lại nói, ta muốn ở chỗ này tu hành mấy ngày, thiên hạ to lớn, ta sợ mình không thể yên tâm tu luyện, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chỗ này của sư tổ là thích hợp nhất. Ngọc Hư đạo nhân nói, ngươi cứ an tâm tu luyện ở đây đi, sẽ không có ai quấy rầy ngươi đâu. Thế là Hứa Ứng ở lại Ngọc Hư Cung, sau lưng chậm rãi hiện ra một vòng bóng tối động uyên, đó là động uyên thái nhất. Đây là lần đầu tiên hắn phân tích động uyên thái nhất kể từ lúc phi thăng đến nay. Ngọc Hư đạo nhân nhướng mày, phe phẩy phất trần, đổi sang khuỷu tay khác. Vầng sáng hắc ám kia khiến cho lão cảm thấy bất an. Chỉ nghe ông một tiếng, sau đầu Hứa Ứng lại có vầng sáng nổi lên, đó là Như Ý Đại La Thiên. Đại La Thiên của Hứa Ứng trải rộng, La Thiên thập cảnh hiển hiện. Vốn dĩ lúc ở nhân gian giới, thập cảnh này đã bị ăn mòn tới mức rách nát tung tóe, nhưng bây giờ đã khôi phục lại như lúc ban đầu, thậm chí còn hơn hẳn lúc trước, quy mô lớn hơn trước lúc đó gấp 10 lần. Và trên La Thiên thập cảnh có một gốc đạo hoa, từng hư ảnh cổ thần tọa lạc ở bên trên thập cảnh, đạo hoa nở rộ. Những cổ thần kia đúng là hoa văn hình nhánh cây của Thúy Nham Đại Đạo tạo thành. Từng tôn cổ thần đều to lớn hùng vĩ. Lạc ấn cổ thần này chính là hắc ám thiên đạo của nhân gian giới, cũng là một loại ở bên trong Thúy Nham Đại Đạo. Hứa Ứng quát, ta Kim Tiên Tiêu Loan Sơn đi ra, ta muốn người giúp ta tu hành. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong đạo tràng một gốc quái hoa thiên hà đi ra từ phía sau thập đại đạo cảnh. Gốc quái hoa kia có tà khí trùng thiên, đạo pháp nó tu luyện không khác Hứa Ứng là mấy. Hiển nhiên nó đã phỏng đoán ra đạo pháp thần thông của Hứa Ứng từ bên trong lạc ấn của Đại La đạo tràng. Hứa Ứng, người đã sớm biết ta ở trong Đại La Thiên. Quái hoa kia nghi hoặc nói. Hứa Ứng cười, đạo huynh, tốc độ phát triển của ngươi còn nhanh hơn so với chuông gia. Ta có bị mù thì cũng có thể nhìn ra vấn đề chứ. Tiêu đạo huynh,
Trận quyết đấu của ta với đế quân sắp đến, nhất định phải giải quyết tai họa ngầm là ngươi. Có điều ta chiếm cứ đại la đạo tràng của ngươi, lấy được không ít chỗ tốt. Ta cho ngươi một cơ hội, thả cho ngươi một con đường sống. Ngươi có thể rời khỏi đạo tràng, dùng hình dáng dị loại để sống tiếp, nhưng không được đả thương người khác. Quái Hoa Thiên Hà kia cười lạnh. Nếu ta không đồng ý thì sao? Hứa Ưng nói, nếu ngươi không đồng ý, hôm nay ta sẽ để ngươi hình thần câu diệt. Cực hoa lớn kia trồm người, hai nhánh hoa chống nạnh, cười lớn. Hứa Ưng, ngươi sai ở chỗ đã quá tự tin. Khoảnh khắc ngươi phát hiện ta bám vào Hoa Thiên Hà, hẳn là đã có cơ hội xuống tay giết chết ta. Nhưng ngươi lại cho ta cơ hội, để cho ta có cơ hội lớn mạnh bên trong Đại La Thiên của ta. Những ngày này ta nuốt tu vi của ngươi, luyện linh khí của ngươi, ngộ đại đạo của ngươi, tu thần thông của ngươi, những thứ ngươi biết ta đều hiểu cả. Sở dĩ thậm chí ta chậm chạp không động tới ngươi là vì để cho ngươi tu thành đạo tràng. Đến lúc đó, đạo tràng của ngươi và ta kết hợp chính là thời điểm ta đoạt xá ngươi, chiếm thân thể của ngươi. Vừa ứng lắc đầu. Ngươi khắp nơi đều là ta, làm sao chiếm thân thể của ta được? Tiêu đạo huynh đừng nên chấp mê bất ngộ. Thân thể của Quái Hoa Thiên Hà kia đột nhiên vặn vẹo, nhanh chóng biến hóa, hóa thành nam tử cao chừng trượng 7, thân mặc áo xanh, thái dương cài một đóa hoa góc cạnh rõ ràng, nhị hoa sau lưng bay múa như xúc tu, cười nói. Hứa Ứng, ngay cả Ngộ Không đạo nhân cũng không thể đánh chết ta, huống hồ gì là ngươi? Gã hét lớn một tiếng, đánh về Hứa Ứng, nghiêm giọng quát. Vạn tượng đồng lưu! Gã vỗ ra một trường, các loại tiên đạo phù văn bên trong Đại La Thiên bỗng nhiên bay múa. Tiên đạo phù văn vốn dĩ là đạo tượng của Hứa Ứng luyện thành, về mà lại bị gã nắm trong lòng bàn tay. Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn cười lớn, khí tức liên tiếp tăng vọt, công tới trước mặt Hứa Ứng. Ở trong đạo tràng của ta, cùng quyết đấu với ta, ta muốn cho người chết mà không biết chết thế nào. Hứa Ứng phát động Vô Lậu Kim Thân, cận chiến chém giết với gã. Hai người đều phát lực, trong mắt Tiêu Lan Sơn lóe lên vẻ hưng phấn nói. Hứa Ứng, Vô Lậu Kim Thân có sơ hở, điểm này ngươi biết, ta cũng biết. Nhìn xem ta phá vỡ Vô Lậu Kim Thân của ngươi đây. Chỉ một lát ngắn ngủi, hai người đã đánh trên 100 chiêu, mỗi chiêu đều muốn lấy mạng của đối phương. Tiêu Lan Sơn có danh xưng là Tà Kim Tiên, là tà đạo đệ nhất nhân, từng bị không biết bao nhiêu kẻ thù truy sát, kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn Hứa Ứng. Đánh cho Vô Lậu Kim Thân của Hứa Ứng bị tiết ra, rốt cuộc cũng đả thương được Hứa Ứng. Mà thấy Hứa Ứng sắp sửa bại vong, Tiêu Lan Sơn hưng phấn vô cùng. Đột nhiên Hứa Ứng lại tế Trượng Thiên Xích lên, bốp một tiếng, một thước rơi xuống, đầu của Tiêu Lan Sơn bị một thước đập nát. Trượng Thiên Xích có danh xưng nhất xích tất trúng, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả đại tông sư tà đạo như gã cũng không thể tránh thoát được. Chương 592, bỏ ác theo thiện. Hứa Ứng thở hổn hển mấy hơi, vận chuyển Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, điều động linh khí của Độc Uyên Thái Nhất để chữa trị vết thương. Sau khi vết thương khỏi hẳn, Hứa Ứng ngồi nguyên tại chỗ, yên lặng suy nghĩ về chỗ sơ hở của Vô Lậu Kim Thân, tiến hành sửa chữa công pháp này. Không bao lâu sau, hắn lại phát động Như Ý Đại La Thiên. Đại La Thiên bỗng chốc như có từng tiếng trống ầm ầm vang vọng, từng tôn hình thái cổ thần lặng lẽ xảy ra thay đổi. Đạo hoa nở rộ, đạo hoa rơi rụng, lại có nụ hoa mới nhú lên, sau đó chậm rãi nở rộ. Vô số phù văn đại đạo, đạo văn, đạo lý được xây dựng, Như Ý Đại La Thiên rực rỡ hẳn lên. Đợi cho tới khi đạo hoa nở rộ một lần nữa, ánh mắt của Hứa Ứng sắc bén như điện quát. Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn, ra đây đi, ta muốn người giúp ta tu hành. Một gốc Quái Hoa Thiên Hà mở ra sợi rễ, từ từ bước chân ra, đi ra từ phía sau Đại La Thập Cảnh, nghi hoặc nói. Hứa Ứng, người đã sớm biết ta ở trong Đại La Thiên ư? Ngọc Hư đạo nhân ngồi ở trên Kỳ Lân Nhai, chỉ nghe bên trong Ngọc Hư Cung thi thoảng lại có âm thanh theo cơn gió bay vào trong tai của lão. Hứa Ứng, sở dĩ ta chậm chạp không động tới ngươi là vì để cho ngươi tu thành đạo tràng. Đến lúc đó, đạo tràng của ngươi và ta kết hợp chính là thời điểm ta đoạt xá ngươi, chiếm thân thể của ngươi. Ngươi khắp nơi đều là ta, làm sao chiếm được thân thể của ta? Tiêu đạo huynh đừng nên chấp mê bất ngộ. Vì sống lại, ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Nếu đã bị ngươi phát hiện, vậy thì ta sẽ đoạt xá ngươi trước. Vạn tượng thiên la! Sau đó là âm thanh đạo pháp thần thông bộc phát. Không bao lâu sau, âm thanh hưng phấn của Tiêu Lan Sơn truyền đến.
Hứa Ứng, ngươi cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thay vì để ngươi chết ở trong tay Trường Sinh Đế, không bằng chết trong tay ta đi. Bốp một tiếng, sau đó tất cả lại yên tĩnh trở lại. Ngọc Hư đạo nhân quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Đại La đạo tràng ở bên trong Ngọc Hư cung vì trận chiến này mà bị đánh lật tung. Thủng trăm ngàn lỗ, chiến lực của Tiêu Loan Sơn và Hứa Ứng quả thực vô cùng phi phàm. Nếu như đánh ở bên ngoài, chỉ sợ ngay cả đạo tràng của ta cũng bị đập nát. Lão vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Đại La đạo tràng bắt đầu gây dựng lại, từng tôn cổ thần biến hóa, biến thành một loại tư thái ảo diệu khác cao thâm hơn. Thập đại đạo cảnh khôi phục như lúc ban đầu, mười đoá hoa đại đạo nở rộ rồi tàn úa. Ngọc Hư đạo nhân thu hồi ánh mắt, lại không lâu sau, âm thanh của Hứa Ứng truyền đến. Ta Kim Tiên Tiêu Loan Sơn, ra đi, ta muốn người giúp ta tu hành. Lại bắt đầu, kiểu tu hành này đúng là kỳ lạ. Ngọc Hư đạo nhân thầm nghĩ. Những ngày này ta nuốt tu vi của ngươi, luyện linh khí của ngươi, ngộ đại đạo của ngươi, tu thần thông của ngươi. Hứa Ứng, ngươi lấy cái gì để đối đầu với ta? Vạn tượng hồi xuân. Tiếp theo lại là tiếng thần thông đổ tung khi hai đại cao thủ giao phong truyền đến. Hai người ở bên trong Đại La Thiên đánh đến lòng trời nở đất. Bốp một tiếng, tiếng thước giòn giã truyền đến, hết yên bình trở lại. Giúp ta tu hành, chấp mê bất ngộ, thiên hình vạn tượng hoàn hư không. Bốp. Ta Kim Tiên Tiêu Loan Sơn. Bốp bốp bốp. Ngọc Hư đạo nhân vẩy phất trần, đổi sang khuỷu tay khác. Lão xem như đã nhìn ra, thật ra Tà Kim Tiên Tiêu Loan Sơn đã sớm mất đi quyền khống chế đối với Như Ý Đại La Thiên. Từ khi gã đoạt xá một gốc quái hoa tiến vào bên trong Đại La Thiên thì không khác gì rơi vào trong tầm khống chế của Hứa Ứng. Tòa Như Ý Đại La Thiên này khác với Đại La Thiên bình thường. Đại La Thiên bình thường là dùng đại đạo của bản thân biến thành, ngưng tụ thành hình đạo tràng. Tà Kim Tiên Tiêu Loan Sơn vì tu luyện tà môn ngoại đạo, không cách nào luyện thành Đại La Thiên theo kiểu bình thường. Cho nên, hắn thu thập tiên linh khí, mượn tiên linh khí giúp sức tu luyện thành Đại La Thiên. Ngọc Hư đạo nhân thầm nghĩ, đã thế chôn xuống một tai họa ngầm. Sau khi hắn chết, đạo khóc tàn giã đại đạo của hắn, chỉ có tiên thiên khí là được bảo tồn. Hứa Ứng luyện hóa tiên thiên khí, dựng lại Đại La Thiên. Đại La Thiên mới cũng không còn liên quan gì tới hắn nữa. Tiêu Lan Sơn còn tưởng rằng mình vẫn đang khống chế Đại La Thiên, bởi vậy nên mới dám tùy ý làm bậy ở bên trong Đại La Thiên của Hứa Ứng. Ta Kim Tiên nuốt tu vi của Hứa Ứng, luyện linh khí của Hứa Ứng, ngộ đại đạo của Hứa Ứng, tu thần thông của Hứa Ứng, nhìn như thể ăn Hứa Ứng đến gắt gao, để Hứa Ứng làm công cho gã, nhưng kỳ thực là đang hỗ trợ Hứa Ứng tu hành. Bởi vì gã đã biến của mình thành một bộ phận của Như Ý Đại La Thiên, đại khái chỉ có ý thức là vẫn chính bản thân gã mà thôi. Tạm hết chương 592. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.